Xinh quá các chị ơi, cái đầm này bên em vừa mới nhập về luôn nha các chị nha. Và đầm này thì bên em có 4 màu lận các chị. Em đang mặc cho người là một cái màu đỏ cực kỳ tươi luôn. Các chị nào mà đang tìm cho mình một cái đầm sắc mà nổi nè, để mình có thể mặc đi tiệc nè, có thể nổi bật giữa đám đông, thì chúng ta có thể chọn ngay cái mẫu đầm em đang mặc ha. Chất liệu của nó là bằng vải ren. Tất cả các đồ của bên em là đều là hàng nhập hết, cho nên chất lượng vải rất là ok nha các chị. Lại gần cho mọi người xem nè, đây là vải ren nè, các chị thấy không? Vải ren rất là đẹp, bên trong sẽ có một cái lớp lót cho các chị. Phần tay thì nó sẽ có chạy một cái lớp ren cộng với lại bông lưới, thì sẽ tạo cảm giác cho chúng ta là cánh tay của chúng ta rất là dài, nhìn người chúng ta gọn lại ha. Cổ là cổ trụ các chị, và có một cái bảng ren nhỏ thôi, chứ nó không có cổ trụ cao. Nếu như mà cổ trụ cao á thì nó sẽ làm cho người chúng ta bị ngắn lại, còn cái này nó thấp viền sát hai cổ luôn, cho nên mình mặc nhìn người của mình nó gọn, với lại nhìn nó cao, nó không có bị lùn ha. Phần lớp lót thì nó sẽ ngắn hơn phía ngoài, để cho cảm giác như cái chân của mình nó dài ra hơn. Đây các chị thấy không, cái chân của em khi mà mặc cái đầm này vô nhìn nó rất là dài nha các chị. Nhưng mà em chỉ có cao 1m60 thôi. Và cái vòng eo thì nó cũng sẽ có một cái lớp ren, có một cái đường ren chạy ngang nè, sẽ khoe được cái vòng eo cho các chị, nhìn cái vòng eo của mình nó gọn hơn. Phông xòe như thế này, những chị nào có bụng nó cũng che được hết nè. Cộng với là những chị nào mà vòng 3 nó hơi khiêm tốn á, mình mặc cái này vô cảm giác như nó rất là ảo ha. Có 4 màu tổng cộng, thì em mặc một màu trên người rồi, còn lại 3 màu thì bây giờ em sẽ chuyển sang cho các chị coi luôn. 3 cái màu còn lại là cái màu gì, và mặc nó có sang như cái màu đỏ đang mặc hay không. Rồi đợi em tí xíu nha. Màu tiếp theo đây các chị, màu em đang mặc trên người là kiểu như là màu da vậy đó. Khi các chị mặc lên, em thấy cái màu này là nó cực kỳ đặc biệt luôn. Mình mặc nhìn nó rất là trắng da nè, nhìn nó nổi bật nè, tại vì cái màu này màu da. Và cái lớp lưới này y chang là cái da thật của mình vậy đó các chị. Mặc lên nhìn xinh ha, nhìn trắng da với lại nhìn rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà em thấy nó có một phần nào đó cá tính ở trong cái đầm này. Các chị thấy không, mẫu đầm này là ren lưới nè, nó sẽ phối nhưng mà nó chung màu da với mình, cho nên mình mặc lên nhìn cực kỳ xinh và nó rất là sang. Các chị có thể phối túi xách ha, màu đen nè, hoặc là màu trắng nè, màu gì cũng được nha các chị. Các chị có thể phối bất kỳ một cái túi xách nào để chúng ta có thể đi tiệc. Nói chung là các chị mặc cái đầm này lên, em bảo đảm là sẽ nổi bật giữa cái bữa tiệc á, có thể là nổi bật nhất luôn. Tại vì đầm này thì bên em có 4 màu, các chị có thể lựa chọn tất cả các màu khác nhau. Thì còn 2 cái màu nữa thì một chút xíu là em sẽ chuyển sang cho các chị xem luôn, thử là các chị thấy cái màu đó nó có đẹp hay không ha. Và đầm này các chị nhìn cái chất ren nó rất là xinh, phối sọc ngang như thế này, nhìn cảm giác như nó là cái vòng ba của mình nó rất là đầy đặn, rất là tròn luôn. Em chuyển nhanh 2 cái màu còn lại các chị coi ha. Rồi đợi em tí xíu nha, nhớ là phải coi hết cái clip này nha các chị. Rồi đây các chị ơi, thêm một màu sắc nữa nè. Lúc nãy thì em mặc cho các chị xem hai màu là màu đỏ với màu da rồi đúng không? Màu này là màu đen, thì các chị có thể phối như thế này. Em đang phối trên người một cái thắt lưng bạn lớn này các chị, mặc nhìn rất là cá tính luôn. Cũng là cái chất liệu vải ren ha. Rồi phần dưới này sẽ có một cái lớp lót ngắt cho các chị nè. Khi mà mọi người mặc vô cảm giác cái chân mình rất là dài. Em phối với một cái túi rồi một cái ví như thế này đi tiệc nè. Màu đen em thấy mặc rất là sang, với lại kiểu nó nhìn nó cá tính đấy các chị. Những chị nào mà hơi tròn người mình mặc cái màu đen vô nhìn rất là gọn. Cái phần lưới ngay tay nè, nó sẽ mỏng hơn. Vải này là vải von lưới nha, còn vải này là vải ren. Cho nên khi mình mặc vô tạo cảm giác như là cái đầm mình nó có thiết kế nó rất là lạ các chị. Phần cổ này cho mọi người xem kỹ nè. Đó, thấy không? Rất là xinh đúng không? Và còn một cái màu nữa thì đó là màu hồng. Em mặc mới cho các chị coi luôn là màu hồng. Bây giờ em sẽ đi thay ngay cho các chị xem thử là trong 4 màu thì cái màu hồng thì nó có xinh hay không. Nhưng mà em thấy tất cả các áo đều đẹp hết. Đợi em tí xíu là em sẽ thay cho các chị coi nha. Rồi ra các chị, cái màu còn lại của mẫu đầm em mới mặc cho các chị xem 3 màu trước rồi. Và cái màu này là màu hồng ha. Như lúc đầu em nói thì cái màu hồng này em thấy nó cực kỳ dễ thương luôn. Những chị nào mà ưa thích những cái màu mà nó hơi nhẹ nhàng, nữ tính nè, thì mình có thể lấy cái màu này. Những chị nào mà đang tìm cho mình một cái đầm để đi tiệc nè, đi chơi nè, hoặc là sinh nhật liên hoan các kiểu, thì mình có thể mặc cái mẫu này. Nhìn kiểu như là nó quý phái á các chị. Nhìn nó đẳng cấp hẳn lên ha. Chất ren rất là đẹp luôn. Lại gần cho mọi người xem cái chất ren nè. Ren này là ren nhập nha các chị, nó phối với lại ren lưới. Phía sau nó cũng phối với lại ren lưới luôn. Thì các chị mặc lên kiểu như là cái vải này nè, nó làm cho người của mình thì nó mảnh mai và nhìn nó thon lại rất là dịu luôn. Ngay chỗ đây nó sẽ có một cái đường ren, nó khoe được eo cho các chị. Màu hồng này khi các chị mặc lên thì cảm giác như là mình rất là hiền nè. Và cái kiểu nó cũng lịch sự nữa, có tay và có cổ trụ cho các chị luôn. Bây giờ em sẽ cho các chị xem cái phần sau nha. Nhưng mà cái phần sau thì em hơi mặc hơi rộng á, em có kẹp lại, em tháo kẹp.